chào thầy. Chào thầy Trang. Con biết đó, từ hồi cắt mật đi giờ bị diễm rồi. Mất mật. Khổ quá. Mất mật rồi, cắt lại tự nhiên không biết rồi. Trang không mất mật. Trang không mật. Không có mật. Bỏ mật đi ơi. Có cái ngọt ngào nhất của mình. Trang. Người ta lại mất. Mật. Ờ, mật nó ngọt chứ. Người ta nói như là tóc mật là đâu. Mật như ngọt. Ngọt như mật. Chứ đâu có kêu là đắng như mật. Người ta kêu mật đắng như mật kia. Người ta kêu mật đắng khác. Cái này ngọt như mật. Rồi, bên kia ngồi chờ rồi. Ngồi vô đi. Ờ, đấy thì giờ làm dấu chứ. Lễ là hôm nay cô có trời lăng quăng nữa phải ngồi đó. Nhân vật đi nước ngoài. Nghiêm trọng. Nhân vật nghiêm trọng. Lễ qua đây đi lễ. Không phải. Ở đây cho nó sáng mặt. Ở đây. Chị cứ ngồi đó đi. Ngồi cái cái. Ngồi đi rồi à. Có đi uống rượu nhỏ chứ. Đi kìa. Ờ đó kìa đi xây dựng kìa. Đây đang ngồi đè ban nè. Đó đó nó đi nước trà đi. Ngồi đây đi, ngồi đây. Dạ dạ dạ. Thôi làm dấu. Tuyên bố đi do không dạ? À, tuyên bố đi do này làm dấu hả? Kêu lên sức 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 sức. Mẹ, mẹ, mẹ tuyên bố đi do. Mẹ có bánh sao? Mẹ con tuyên bố đi do. Tuyên bố đi do đã, xong rồi mẹ mới có gì nói. Sau này con đó lên cha làm dấu nha. À nha. Không phải phải đứng lên để khi ấy giới thiệu phải đứng lên. Thứ hai này sắp đi nhà. Thực ra thì cái việc mà đi du học thì thường người ta đi cứ đến là để đến trẻ, nhưng mà vì lẽ thì cũng không còn trẻ nữa. Tuy nhiên không còn trẻ mấy nhưng mà cũng còn hơi trẻ trẻ nhưng mà cái việc học thì vì lẽ thì nó đặc biệt hơn nhà. Nhưng mà có đi làm thêm ở ngoài đấy. Thank you.
cho khách muôn dân. Cho nên là bây giờ con nghe cái câu này là mình nghe đeo kính vô nghe chẳng lúc đeo kính mà nghe nó hơi đeo kính mà nghe cho nó lo đây là bà cố là ai thế nào thầy Vinh nhá thì nay là tai con nghe đấy thì đeo kính vô nghe chẳng lúc thì gặp dẫn các con mới chọc lại con cái người tài ba. $500 Không phải phải bỏ tiền ra mới thấy được. Chắc chắn thì chưa đấy, mình chưa học nữa. Cầu chúc anh vui và thành công trong vận động mới. Bạn đã bước đã qua đi vào sự nghiệp chân của chúng ta. Chúc quà bạn thành công. Rồi xong chưa? Xong rồi. Chưa? Chưa. Còn hai còn nữa không? Bí bây giờ cái lúc này là bây giờ có ai có cứ hào hứng móc ra. Ở đây là hết
rồi bài thì bên kia làm rồi, bây giờ mình nhớ rồi. Bên cha và con là mẹ mình ở bên, bên cha chúng con là bên cha, bên cha là sáng, bên cha chỉ đến, bên cha là miền dưới đất cũng như trên trời. Thầy chưa xin cho chúc lành và thanh hoa chúng con thầy do thần đồng hành với thông ban thì chúng con chúc mày mà để chúc mừng người thân chúng con trong cái công việc mới chưa chúc lành cho tất cả chúng con và cố cái gì gia đình mời chúng tôi lành nha và cầu xin những cái tôn cho chúng con. Con trâu mới đâu. Con trâu mới đâu. Con trâu mới đâu.
Được rồi, qua đây là cho uống được nè. Đây, uống được rồi nè. Từ nha, khơi nha. Rồi con quay lại đây. Có ai xin hộp không? Bây giờ đang ăn bánh con rồi.
Dạ được, chú Trúc ơi, được rồi. Thế thì là thầy hay rồi. Bây giờ thầy qua đây gọi. Cha này bây giờ nữa. Con mời thầy nhé, mời cha. Cảm ơn thầy ạ. Người ngồi mấy là đông.
giờ nghe nói tiền nào mà hỏi về hỏi cha đi xe taxi hả? Không phải, thấy ăn thấy như cha đi á là đi về xe lửa. Nói vậy thì nói về sau nó mới yên. Cho cha tiền xe vô. Sống bao nhiêu năm rồi biết em biết. Hiếm có đen nữa. Chị lấy cũng không vào vô điện. Hồi nãy em cho uống rồi, bây giờ cho uống lại nữa. Thank you.
thấy nghe nói nhiều lắm đó rồi. Cái này là 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 c
Rồi thôi, mình đóng rồi. Cái này để cho mấy cô mấy anh chị cũng có thời gian để cái này tới mình nè, anh Thành nè, tới mình nè, tới này, tới này, dọn tới đó, tới rồi, hết đó. Không được, không được. Ủa đi.
đi. Nói à. Oh, my.
Bây giờ bên này là Lê. Lê, con chú Lê. Có hai cái khác nhau một chút. Con là Lê Lê. Và bên này là Lê gì? Mai đó vẫn bán bình thường. Riêng với cái tên này á là nó lấy bánh. Bởi vì thầy Túc á họ gì? Họ Nguyễn mà. Còn tên này nó họ Lê. Cho nên là Mai á tên này nó là Lê Lết Bánh. Còn này sao ấy? Cha ơi, quay phim rồi nha. Bởi vì đưa chàng gái phải không? Hello. Hello, kêu gái đi. Đi Mỹ là nói Hàn Quốc thì không có Hàn Quốc. Vui cũng có vui, nhưng mà chắc chắn cũng có ở bằng Việt Nam. Lạ quá hả? Chia sẻ luôn. Đâu mà cái này đi luôn. Không có bạn Việt Nam đâu. Chúc để em ăn bán bánh cuốn đắt hàng. Đây, hai chục hai em chúc anh nhé. Mày đứng đây mày chụp bằng ghế đi. Mày cho đi lên luôn. Nó đang say luôn. Nó đang say, mày cho nó say luôn. Cặp vợ chồng lừa đảo. Đấy, mặt khờ. Trời ơi, mày làm gì mày không có đâu mày. Mày không có đem cái trời tình nghĩa thôi. Trời ơi, có đèn lát luôn này. Có đèn lát luôn này. Con bảo gì thì mấy đứa cứ coi như là nhà của cha đi rồi làm cho bố vô, làm cho con vào, làm cho đẹp vô. Rồi đây con nói với này là bà sơ là đây cái dù đó là thiết kế cái này đó là do cha là chứ còn đó là bản vẽ của cái tên mà lấy cái đó nó đưa bản vẽ con nó xem vậy là ok cũng được bạn cũng được thôi đóng lại được thôi. Con hầu cái trường khác hầu xây dựng nhiều khi không có ăn cay rồi đâu đi ngồi đúng không ạ, hầu cái khác cho nên là con nói hôm nay là ngày 14 người đó
cái giao nhà. Bắt đầu đó là ngày 10 bắt đầu giao nhà này nọ. Hôm nay có nói là mấy ngày nữa là xong rồi. Và cố yên tâm, con xuống con xem rồi. Thờ nó làm tốt lắm. Thờ nó làm tốt, con xem con thấy rồi. Một vài cái không có nói là nói chuyện này thì nó vậy. Mấy tên đó nó làm thở, nó làm ra là làm cho nhà con đó, con bảo nó ngưng. Mấy đứa ấy, con xuống dưới đây làm cho xong đây. Nhiều người cha cứ yên tâm, làm cho nó yên tâm nghĩa này đi. Ra ở xa thì làm cho nó tốt xong đó, ở gần làm sau. Cho nên là hôm nay nhà của con đó, nhà bà cố nghĩa mà nó làm tân gia xong thì phải đi một tuần sau nhà con làm tân gia. Ở nhà ở ê Thái ơi, Thái là cái nhà là một trai đó. Không, cái này ở đây hết rồi, cái này hết rồi, chai này hơi nhỏ. Con nói tắt rồi. Mình đâu có thấy gì đâu. Nói với anh Thái rằng là nhà bà cố cha thiết kế lại, làm lại con lại, cho nên rằng là hễ mà anh Thái về á là một chai. Chai này nè. Một chai ơi. Một chai cho một người. Một chai cho cha, còn mấy kia không biết. Một chai cho cha, bây giờ mỗi người một chai. Một chai cho cha, thấy nghe rõ nha, một chai cho cha. Còn mỗi người trong gia đình, mỗi người một chai. Đấy. Đây, cái này cha không nói. Thái nói chứ, hôm nay em ốm rồi, em không về được. Đó. Anh Tuấn nói nhà đông con đó, cho anh Tuấn nhiều nhiều chai vào, mỗi con cài một chai. Thái ơi, 25 tháng 1 là đám cưới Phước nha, con đứa đầu của Thái đây. Chết chưa? Chuẩn bị mà về đám cưới nha. Nhà về đây, trời ơi nha. Cái này nha, cái này nha. Nhiều mà, càng chơi càng tốt. Ôi giời, xuống Chúa, thầy kẹo, kẹo, kẹo. Đừng có nghe chứ gì cộng sản nói. Ghen nước rồi, nói như về nha, về đám cưới cháu nha. Rồi. Nhưng mà nói về thôi. 25 tháng 1. Chết rồi, người cộng sản nói cái này mới lên YouTube á. Chết chết, xóa. Không sao, không sao. Tại cha chưa nói hết. Cha nói tiếp. Đừng nghe những gì cộng sản Trung Quốc nói. Mà hãy nhìn những gì cộng sản Việt Nam làm. Trung nó làm. Công an. Yes, nè. Còn coi ông được vấn đề à. Cha bé nó im à? Không, gì bé, bố bé, chị bé nó không à? Cha bé là nó im. Bởi vì cha có cái bé đâu có lắm. Nói gì vậy con? Cái mèo mà nguyên xin mà để ra. Trời ơi, bé nó lồn lồn. Bây giờ nó dọn con. Trời ơi, mày cầm cái ly gì, chả có cái gì vậy? Đúng rồi, yes sir. Cách đây 10 năm, con gái thành phẩm nó chút xíu rồi. Nó lâu cái này, nó chắc chắn chắc chắn già.
Ê, chừng nào anh cưới rồi đi. Dạ. Ngày nhiêu? Tháng 3 tháng mấy? Tháng 3 tháng 11 hả? Rồi, được rồi, ok. Vậy là Facebook là tiêu cực. Đúng. Vậy là Facebook nó tối ngày mà nó lên Facebook là sang năm nó thì rất chắc. Mà tại biết sao? Kỳ này thì chắc đang làm ăn kinh tế, anh nên làm ra cho nên là thấy mặt mũi tươi nói. Chứ mà cái đấy đến tour đâu? Đây xong rồi. Tới đó, tới đó. Chưa. Đấy uống lên. Đây. Kính một ly chưa? Cha có thấy cái lợi ích của Facebook không? Hay là cha chỉ thấy nó cái tiêu cực thôi? Còn nó có mặt tích cực. Trời ơi, giơ tay nó quay hoài à. Người ta quay học rồi, quay học rồi. Đâu có muốn là tới đây quay học rồi. Ê, nếu mà muốn có cuộc tài đốt á, phải thay tên, phải lên cha. Chắc mới đi, nó sơ vầy vừa rồi. Xin tôi. Không, đúng rồi. Lên cha. Phải chín rồi đi anh kính cho chín nha cha chị đi nè phải bốn như vậy nè sao bây giờ mới đây chắc được hàng nghìn đồng tiền đây ngồi xuống đấy rồi đấy quá chị quá anh Tuấn là số rồi Tóc bò hầm tiêu chấm bánh mì nhưng mà mày vừa rồi chứ đừng có em nay người vui mà cứ ở đây chơi tí mà tí là chồng ra ra muốn cái này á tại vì chưa lấy hình không đẹp nữa thôi á, quá trời đẹp, quá đẹp luôn, trời ơi. Chúc mừng. Rồi, tí thôi. Lẽ ra cho anh chị mời anh chị học. Chị ấm. Nhưng mà... ấm cúng quá, ấm cúng. Thấy ấm cúng, trời ơi. Anh nào thì cứ mời cái cha ăn rồi nhậu một lần rồi có hậu trang. Nhớ không? Rồi. Cha mang cái bàn bánh nhà về rồi, cho nên là đông bánh nhà. Nếu mà là cha để cái bàn bánh nhà thì thầy nằm bánh nhà rồi. Chưa Châu này có phải đẹp không? Châu này bây giờ chú biết ra được
Ủa hai thằng quay nhưng quay anh nhau là kỳ quá tới tháng sau nó mới lên quay quốc tế chồng say chồng này kết nghĩa lúc này đến nghĩa sao anh không lại nghe mãi trong trong đau buồn mình sao có nhau hẳn lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
6 tháng 7 năm 1925, 6 đến thứ 7.
mà sinh 1925 chứ không phải 1928 như là song khai sinh. Tức là nhắc lại là sinh ngày 16 tháng 7 năm 1925 và rửa tội, tức là hai ngày sau đó là rửa tội ngay. Dễ nhớ này, mùng 8 tháng 8 năm 1925, cha là Quý và mẹ là Thị Thanh. Cái người cầm đầu là ông Quý và ông Phao Lô Tấn. Đó, cái đó như vậy. Còn sinh nhật của mẹ, nói thầy thì sinh nhật của mẹ luôn. Ở trong sổ ghi này, Maria Tiết đâu có nhậu này. Sinh ngày 18 tháng 3. Mẹ sinh ngày 18 tháng 3 năm 1928. Dễ nhớ, thay vì mùng 8 tháng 3 thì xin thêm số 1, cũng còn thêm là 18 tháng 3 năm 1928. Bố tên là Tích và mẹ là Maria Thị Huệ. Trong sổ của Pháp có ghi như vậy. Và tên người cầm đầu là An Na Chuộng và cha Ái rửa tội cho mẹ. Còn cái ngày thành hôn của thầy mẹ như này, tức là trong cái sổ ấy, thì cái số rửa tội là số 397 ở nhà thờ Bãi Hiền. Thì là ngày, tức là thành hôn là ngày 28 tháng 4 năm 1949. Thì một năm sau, 9 tháng 10 ngày, 50 là cái ngày để con. Rồi ông Joseph trưởng, con của ông Anton Quý và bà Anna Thanh, chứ không phải là Teresa Thanh đâu, Anna Thanh, họ Thanh Nguyên, kết bạn với Maria Thiết Tự Cấy, con ông Phêrô Tích và bà Maria Huệ, họ Gia Áo. Người chứng là ông Phao Lô Tấn và bà Maria Mùi. Người chứng của mẹ là Mùi chứ tên của mẹ không phải Mùi, tên mẹ Thiết. Đấy. Còn ở trong này á, lại còn có cao lên trên á, là coi như là ngày lễ cưới của ông bà nội nữa, là ngày 1 tháng Giêng năm 1919 tại nhà thờ Bãi Hiền. Chồng là Quý và vợ là Thanh. Bà Thanh này con của bà Tý và Mít. Và hai người chứng là ông Trùng Cần và bà Liễu, hay là kêu là bà Trùng Tàu, cha đề chứng hôn. Đấy. Và thế thì con nói thêm ở cái chỗ này này, những cái này mà chúng con ra đó đó, có cái ngày cái năm mà con không ra được đó, thì là báo cáo với thầy như thế này, này. Cái mộ ông tổ đó, cái mộ ông nội đó, hồi trước nó chỉ có ba đất thôi, mà về coi như mẹ cũng cho tiền anh em đóng góp này. Bây giờ cái mộ á, nó lớn chắc cũng phải 4-5 cái giường của mẹ nằm như vậy. Mà xây bao chung quanh rất là đẹp, hôm nào video như vậy. Như vậy là đã làm xong cái phận sự là bổ yên mà đẹp, là cho ông tổ. Chắc có lẽ thầy cũng muốn như vậy, các con thông báo như vậy. Và thứ hai còn cái này nữa, là hồi trước đây á, tất cả mọi anh em có viết được một cái cuốn nội san về thầy. Trong đó thì Sơ Hồng với Sơ Lễ viết rất nhiều. Thì bắt đầu từ lần sau á, con có viết một cái nội san, thì anh có viết một cái nội san, nhưng mà trong đó thì công bố những hình ảnh của trên dòng tộc, nhưng cố ông nội nhiều, thì mỗi người á, viết về thầy á, cũng tiếp tục viết về kỷ niệm về thầy, để bắt đầu khi làm nơi thì ý nữa. Trời nhiều lắm mẹ ơi, sao còn cảm quấn không con? Ông lễ đã gửi một số hình, tức cười lắm, hình đàn ông ở đó là chút xíu. Mà có mẹ nghe chứ là thầy có mở ra Facebook không? Mình chưa ai nhập trai mà thầy, nhìn chưa là phải nhập trai lắm ạ. Thầy á, dòng tộc của thầy á là